Sáng ngày 19 tháng 6, Công an thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can lên bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tiến, 18 tuổi, trú tại phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, là học sinh lớp 12 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 9 tháng 5, tại khu dân cư Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Chí Linh phát hiện bắt quả tang Tiến đang bán một điếu thuốc màu trắng bên trong chứa các sợi khô màu vàng dạng cỏ Mỹ với giá 150.000 đồng cho khách. Làm việc với cơ quan công an, Tiến khai nhận trước đó khoảng 20 giờ ngày 8 tháng 5, tại khu vực quảng trường sau đó, Tiến cũng bán hai điếu thuốc dạng cỏ Mỹ tương tự với giá 300.000 đồng cho một người khác. Số thuốc trên được Tiến lấy từ một người quen biết trên mạng xã hội. Sau khi bán xong, Tiến được hưởng 50.000 đồng mỗi điếu. Kết quả giám định các chất bên trong điếu thuốc mà Tiến đem bán có chứa ma túy loại ADB, Butinaca. Được biết, Tiến hiện đang là học sinh lớp 12 của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên trên địa bàn thành phố Chí Linh, chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp.